Ôi, mà nhảy từ nãy đến giờ khát nước quá. Chị Thi, nước đâu bà có vậy? Ờ thì có hai người này có thôi. Đâu? 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 Nè. Cho nhau. Đây, ước gì có người nào đó mua nước cho mình ha. Ông khát nước hả? Ừ. Mua cho. Ý là tôi cũng khát nước. À. Trời ơi. Chết tụi mày. Khoan nè. Hai tụi bay là ai? Tao là Seven. Còn đây là Ly Kiêu. Chắc chúng mày cũng nghe qua hai cái tên này rồi đúng không? Tất cả chúng mày. Chạy. Hai đứa đó là bạn của thằng Kata. Tốt nhất đừng đụng vô. Nếu như muốn theo quy tắc thì tao chơi, tao thua á, thì ok, từ nay về sau tụi tao sẽ không bao giờ dính dáng đến chuyện làm ăn của tụi bay nữa. Dám chơi không? Đi học hay đi đánh nhau mà lúc nào trên người cũng bầm dập vậy? Cái đây là do con hậu đậu nên ngã. Lúc nào cũng lý do lý cháu. Trong nhà này có ai coi tôi ra cái gì đâu. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cái nghề này không có tương lai. Mà cắm cái mặt vô vừa nguy hiểm là vừa không có tương lai. Có tương lai gì đâu. Em nói gì sao vậy? Tôi nghĩ là mọi người đừng có vì chuyện trả nợ cho gia đình tôi mà mọi người phải gặp phiền phức như lần trước nữa. Tôi không muốn như vậy đâu. Không, nhưng mà tụi tôi đã lấy rồi. Không có nhân nữa. Tôi về đây. Mấy ông cũng đừng có giúp tôi nữa. Thi. Ủa, các con đang cần tiền hả? Dạ, chú là ai hả?